Đại ngàn Trường Sơn, nơi miền Tây Quảng Trị, từ bao đời là quê hương của đồng bào các dân tộc Vân Kiều và Paco. Tuy nhiên, do điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, địa hình bị chia cắt, giao thông đi lại hết sức khó khăn vào mỗi mùa mưa lũ, nên cuộc sống của người dân vẫn còn không ít khó khăn. Và miền Tây Quảng Trị cũng chính là vùng đất mà các thế hệ những người làm công tác chiếu phim miền núi Quảng Trị luôn gắn bó nghĩa tình, chung thủy. Một cách thầm lặng, từ năm này sang năm khác, các anh vẫn miệt mài vượt núi cao, suối sâu để đưa phim về với bản làng, không chỉ mang lại niềm vui, làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần cho bà con, mà còn góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn, miền núi trên tuyến biên giới Việt-Lào xa xôi ngày mỗi ấm no, văn minh và giàu đẹp. Đèo Sa Mù dài hơn 18 cây số, có độ cao trên 1.500 m so với mực nước biển. Vắt qua đỉnh Sa Mù, quanh năm sương răng mây phủ, là nhánh tây đường Hồ Chí Minh. Cung đường vừa gợi cảm giác lãng mạn bởi điệp trùng núi non hùng vĩ, nhưng cũng luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm vì thường bị sương mù hạn chế tầm nhìn, vì độ dốc quá lớn và tình trạng sạt lở núi có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong mùa mưa lũ. Mùa mưa, vì thế có những ngày dài, thi thoảng mới có vài ba chuyến xe qua lại đỉnh Sa Mù, chủ yếu là xe gắn máy của những người lính biên phòng, của các thầy cô giáo cắm bản và chỉ một số ít người dân có nhu cầu phải ra thị trấn Khe Xanh là trung tâm của huyện Hướng Hóa. Dù đã rất quen thuộc với cung đường Trường Sơn đèo dốc hiểm trở, nhưng mỗi lần vượt đỉnh Sa Mù, những thành viên của đội chiếu phim miền núi số 1 thuộc Trung tâm Văn hóa Điện ảnh Quảng Trị vẫn không khỏi cảm giác hồi hộp, lo lắng. Mà cũng đâu chỉ riêng với Sa Mù, hầu hết những con đường kết nối các bản làng của đồng bào Vân Kiều Paco trên đỉnh Trường Sơn, nơi các anh đến rồi đi, cũng đâu kém phần gian nan, vất vả. Vì vậy, có người không khỏi băn khoăn, đâu là lý do để các anh gắn bó với công việc của mình giữa chốn non cao còn nhiều nghèo khó suốt hai mùa mưa nắng. Tôi tiếp cận với ngành chế bóng này là cũng quá bố tôi, vì bố tôi hồi xưa là cũng công tác trong ngành chế bóng là trên 30 năm. Đội chiếu phim miền núi số 1 của Quảng Trị cũng chính là đội chiếu phim lưu động duy nhất trong cả nước được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị anh hùng lao động. Đó cũng chính là lý do để Phan Thanh Lương lựa chọn tiếp nối công việc mà bố của anh đã gắn bó suốt mấy chục năm qua. Còn Hồ Văn Ngửi, một chàng trai Paco, lại duyên nợ với công việc chiếu phim miền núi từ sâu thẳm tình yêu của mình với quê hương, làng bản. Tôi cũng rất là vui vì được là người con của bạn và được tham gia phục vụ lại quê hương của mình. Nằm trải dài theo tuyến biên giới Việt-Lào, dưới chân đèo Sa Mù là bản Tà Rùng của xã Hướng Việt, một trong số 114 điểm dừng chân trong năm của đội chiếu phim số 1, với 168 tối chiếu trên địa bàn huyện miền núi Hướng Hóa. Trong khi người lớn vẫn còn đi rẫy xa, chưa kịp về, đón đội chiếu phim là các già làng cùng đàn em nhỏ. Vừa trải qua một chặng đường dài, chưa kịp nghỉ ngơi, nhưng vẫn như mọi khi, công việc đầu tiên của các anh là kiểm tra máy móc, thiết bị, dựng màn hình và làm những phần việc cần thiết cho buổi chiếu phim. Các anh còn tranh thủ dựng thêm một số hình ảnh để kết hợp tuyên truyền, khuyến cáo người dân về các tệ nạn xã hội, nhất là công tác đấu tranh phòng chống buôn bán, sử dụng ma túy, buôn bán người là vấn đề đang trở nên phức tạp trên địa bàn khu vực biên giới, vùng sâu và vùng xa hiện nay. Tháng 9, Trường Sơn đang là mùa mưa lũ. Những cơn mưa rừng bất chợt có thể kéo đến bất cứ lúc nào. Những con đường nối các bản xa thường bị chia cắt bởi khe suối. Vì thế việc đi lại luôn gặp không ít khó khăn. Nhưng khi nghe tin có đội chiếu phim về bản, bà con tranh thủ sắp xếp công việc, dành thời gian để đón xem. Thật cảm động khi chứng kiến những người dân không chỉ có mặt rất đông từ sớm, mà còn chịu khó đội mưa để được xem phim. Cõng phim về bản là công việc khó nhọc, nhưng buổi chiếu bóng miền núi như thế này, chợt nghĩ phần thưởng lớn nhất dành cho người làm công tác chiếu phim
cũng thật xứng đáng khi mang lại niềm vui hiện rõ trên từng ánh mắt trẻ thơ và cả những người già nơi đây. Và hơn thế, sau mỗi đợt chiếu phim kết thúc, người dân lại mong cho thời gian trôi nhanh để đội chiếu phim sớm quay trở lại với bản làng, cho dù mỗi năm, mỗi bản chỉ có từ 1 đến 2 lần đội chiếu phim về phục vụ từ 1 đến 4 tối. Đặc biệt là đội chiếu bóng của tỉnh luôn luôn quan tâm tuyên truyền vận động bà con về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước nói chung và các vấn đề về liên quan trong vấn đề sản xuất cũng như là đời sống văn hóa ở khu dân cư. Thì qua đó bà con nhân dân xã Hương Việt đã tiếp cận được các chương trình về văn hóa cũng như các chương trình về mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thông qua đó thì bà con có cái sự nhận thức sâu sắc hơn để áp dụng trong cái cuộc sống của mình. Vượt qua những dãy núi cao phía bắc dòng Sê Băng Hiêng là xã Hướng Lập. Từ trung tâm xã ở bản A Sóc vào đến bản Cổ Bai phải vượt qua quãng đường hơn 10 cây số. Đường đi vẫn còn lắm những gian nan. Nhận tin báo có đội chiếu phim đang trên đường đến với bản Cổ Bai, chính quyền xã Hướng Lập và già làng bản Cổ Bai liền cử thanh niên kịp thời giúp sức cùng đội chiếu phim vượt dòng Sê Băng Hiêng để về bản. Bản Cổ Bai của người Vân Kiều còn được biết đến với tên gọi Cửa Tử Cổ Bai, bởi vì ở đây là một trong những khu vực bị máy bay Mỹ thường xuyên tập trung đánh phá hết sức ác liệt trong chiến tranh. Cổ Bai cũng là địa danh đã gắn với đồn biên phòng Cổ Bai, hai lần được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Nhà sinh hoạt cộng đồng của bản Cổ Bai hôm nay được chọn là địa điểm để tổ chức buổi chiếu phim. Và công việc tưởng chừng quá quen thuộc, nhưng không thể thiếu đối với đội chiếu phim vẫn là dựng cột, treo màn ảnh, trang trí cho buổi chiếu phim thêm phần sinh động và hấp dẫn. Hôm nay, đón các anh còn có lãnh đạo chính quyền địa phương về tận nơi gặp gỡ, động viên và đề xuất một số nội dung phim cho các lần phục vụ tiếp theo. Từ xưa đến nay thì cái đoàn mà chiếu phim lưu động á, thì là trong trung tâm của xã Hưng Lập nói chung và thôn Cổ Bai nói riêng. Thì mỗi khi mà có đoàn phim bên xã thông báo để có đoàn phim chiếu bóng tại thôn hoặc xã thì bà con ở đây là cũng rất là phấn khởi. Thì tôi cũng mong rằng là trong thời gian tới thì là đoàn sẽ quan tâm hơn và cũng sẽ luôn là thường xuyên lên chiếu phim tại cho người vùng sâu vùng xa như chúng tôi đây, vì bà con sẽ là một cái điểm nhánh rất là rõ về nguy cơ phòng chống về ma túy và thứ hai là về phát triển kinh tế xã hội. Thì tôi mong rằng là đoàn sẽ quan tâm và sâu sắc lên thường xuyên cho vùng sâu vùng xa tại địa đàn của chúng tôi. Cũng như các bản làng của đồng bào Vân Kiều Paco trên đỉnh Trường Sơn, sau một ngày lên nương, lên dãy, người Vân Kiều ở Cổ Bai thường đi ngủ sớm. Vậy mà hôm nay chỉ mới gần 19 giờ tối, nhưng từ trẻ em cho đến người già đều có mặt đông đủ ở địa điểm chiếu phim. Với mọi người, đêm hôm nay sẽ là một đêm không ngủ. Phía bên kia biên giới, một số bà con các bộ tộc Lào ở bản đối diện nghe tin có phim về bản cũng đã xin phép lực lượng chức năng của hai nước và cất công vượt chặng đường cả chục cây số để đến với Cổ Bai. Trở lại Cổ Bai lần này, cùng với đội chiếu phim miền núi số 1, cán bộ và nhân viên của Trung tâm Văn hóa Điện ảnh Quảng Trị còn dành những tình cảm ấm áp cho các em nhỏ nơi vùng đất xa xôi này. Những bộ phim phục vụ đồng bào miền núi được chọn lựa kỹ lưỡng nên có nội dung phong phú và đa dạng. Đó là những bộ phim về đề tài chiến tranh cách mạng, về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về gương người tốt, việc tốt, làm kinh tế giỏi, phim tuyên truyền về phòng chống các loại dịch bệnh, phòng chống HIV/AIDS, về những tác hại của ma túy và các loại tội phạm, về xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phim truyện về giữ gìn bản sắc văn hóa của người Việt Nam. Nên về cơ bản, các phim luôn đáp ứng được sự mong đợi của người xem thuộc nhiều thế hệ khác nhau. Trung bình mỗi năm, hai đội chiếu phim miền núi số 1 và số 2 của Trung tâm Văn hóa Điện ảnh Quảng Trị phục vụ hơn 356 tối chiếu phim ở các bản làng miền núi
huyện Hương Hóa, Đắk Cơ Đông và Vĩnh Linh. Các thành viên của mỗi đội chiếu phim chỉ tạm nghỉ 2 tháng vào mùa mưa, còn lại 10 tháng trong năm là khoảng thời gian các anh gắn bó với các bản làng, cùng ăn, cùng ở với đồng bào Vân Kiều, Pa Co. Các anh chính là những người kết nối nhịp cầu văn hóa giữa các dân tộc, góp phần mang ánh sáng của văn minh, tiến bộ, mang chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về với đồng bào ở vùng sâu, vùng xa. Qua các bộ phim điện ảnh Quảng Trị thể chiếu là tại thôn của Cú Bay, thì thứ nhất nó mang ý nghĩa là về cái lịch sử, và trong đó là tuyên truyền cho bà con hiểu được về cái vấn đề là tệ nạn xã hội, thứ nhất. Thứ hai là về vấn đề là lấy chồng giữa hai bên biên giới, thì chúng tôi cũng mong muốn rằng thì các chương trình này thì cần tiếp tục là chịu trong tay hơn nữa, để bà con chúng tôi, nhất là những người ở khu biên giới, là về vấn đề mà hiểu biết thì dân trí nó hơi thấp, và cho nên là chúng tôi là cũng kiến nghị rằng thì về phía là màn hình đồng của tỉnh là cần tăng cường chỉ như nữa, để là thông qua cũng là tuyên truyền, là lấy cái bộ phim này là tuyên truyền cho là bà con của bài của Việt Nam nói chung, mà trong đó là chủ yếu là các bạn Lào cùng tham gia xem và cùng rút cái kinh nghiệm từ những cái bộ phim này. Lào thì để nghe và thôi là thật luôn, và không ngầu dù là bản Cú Bay Việt Nam. Từ bản của tôi bên kia biên giới qua đến bản Cú Bay xa hơn 15 cây số. Đường đi rất khó khăn nên phải đi từ sớm. Đến Cú Bay, chúng tôi được bà con Vân Kiều đón tiếp rất chu đáo và tình cảm như là người trong một nhà. Mỗi lần được xem phim như thế này thì chúng tôi cảm thấy vui, và thích nhất là những cái bộ phim ca ngợi về tình đoàn kết Việt Lào anh em, phim ca ngợi về chiến công của bộ đội Việt Nam và bộ đội Lào cùng phối hợp trong đấu tranh phòng chống buôn bán ma túy, buôn bán người qua biên giới, hay là phim hướng dẫn về người dân vùng sâu vùng xa như chúng tôi làm kinh tế và hướng dẫn phòng ngừa bệnh tật. Ngoài ra thì xem phim chúng tôi còn có dịp hiểu biết về bản sắc văn hóa của các dân tộc Việt Nam. Vì vậy, bất cứ khi nào có chiếu phim là bà con chúng tôi đều sang đây để xem. Và để hoàn thành nhiệm vụ đưa ánh sáng văn hóa về với cơ sở, đòi hỏi những người làm công tác chiếu phim miền núi phải có ý thức tìm hiểu về phong tục tập quán của đồng bào, vừa chú trọng làm tốt công tác dân vận, nêu cao tinh thần đoàn kết với chính quyền cơ sở để phối hợp tổ chức phục vụ tuyên truyền có hiệu quả nhất. Các anh cũng chính là những người con của bản làng, đi dân nhớ và ở dân thương. Qua tiếp thu kiến thức từ phim ảnh và sự hỗ trợ của các anh, trên thực tế đã có nhiều gia đình đồng bào Vân Kiều, Pa Co ở miền Tây của Quảng Trị đã biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt một cách có hiệu quả. Trong đó, có những gia đình không chỉ thoát khỏi cuộc sống khó khăn mà còn vươn lên làm giàu ngay trên bản làng quê hương mình. Riêng bản thân tôi thì qua học hỏi xem phim ảnh, rồi báo chí, rồi cách thức làm ăn, hướng dẫn cho là bà con nhân dân, rồi chủ trương Đảng Nhà nước cũng quan tâm đến đời sống bà con nhân dân, thì bản thân tôi cũng là học hỏi và làm theo là họ hướng dẫn, như là chương trình dự án đầu tư cho bà con trồng rừng, chăn nuôi, rồi là thả nuôi cao nuôi cá, thả nuôi ao thả cá để phát triển kinh tế gia đình. Rồi một số hộ gia đình cũng là học hỏi, hướng dẫn cho bà con nhân dân học và làm theo để là thu nhập. Hồi trước là rất nhiều khó khăn, dân tộc Vân Kiều là làm ăn là rất phức tạp, không biết cái khoa học kỹ thuật. Hiện nay là nhờ chủ trương Đảng Nhà nước là quan tâm, bà con nhân dân cũng đủ ăn và kinh tế ngày càng phát triển. Ở khu vực miền núi xa xôi, nơi miền Tây Quảng Trị, những người làm công tác chiếu phim miền núi thực sự phải vượt qua rất nhiều những gian nan, những vất vả, thậm chí là cả những hiểm nguy khó lường về điều kiện giao thông và thời tiết khắc nghiệt nơi vùng đất mưa ngàn, gió núi. Qua các cái chuyến công tác thực tế của lãnh đạo Trung tâm Văn hóa Điện ảnh cũng như là đội chiếu bóng, thì tôi cũng cảm nhận rằng đây là một cái hoạt động hết sức là vất vả đối với những người trực tiếp làm công tác chiếu bóng miền núi. Đường xá đi lại hết sức khó khăn, chưa tính đến cái chuyện mà nhiều khi đang đi thì có những cái về vấn đề về thời tiết, cho nên anh em rất là khó khăn và vất vả, và đặc biệt là đối với những địa bàn xa xôi, những cái vùng xa trung tâm
thì cái giao thông đi lại hết sức là khó khăn. Đây là một cái yếu tố mà cũng đã ảnh hưởng rất lớn đến cái chất lượng cũng giống như là cái quá trình hoạt động của anh em đội chiếu bóng miền núi chúng tôi. Tuy nhiên không phải vì thế mà chúng tôi là nản lòng, mà anh em quyết tâm đã ra đi là cố gắng để đến cái điểm để chúng ta là đem đến cái văn hóa đến cho đồng bào của dân tộc. Dân tộc của Paco Văn Kiều rất thích phim, bởi vì phim do nhà nước tổ chức ấy là phim giáo dục để cho con em mà học hành này, rồi tạo điều kiện về kinh tế làm ăn là nhất. Công tác hoạt động chiếu phim các vùng biên giới, vùng dân tộc thiểu số trên này là một cái hoạt động thường xuyên, và đặc biệt là trong cái hoạt động này, thông qua những cái bộ phim, từng cái hoạt cảnh của từng bộ phim thì đời sống nhân dân cũng như cái tinh thần của nhân dân cũng ngày càng được nâng cao. Nhìn thấy bà con là xóa bỏ được những cái tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, cũng như là cùng nhau bàn bạc thống nhất để thực hiện mọi cái chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Về phía bạn Lào, các bản đối diện là các bản cặp bản kết nghĩa bản bản thì cũng thường xuyên là qua xem phim và trao đổi tình hình, nắm bắt lẫn nhau để hai bên cùng nhau phát triển cái kinh tế xã hội. Theo bước chân của các anh, điện ảnh đã về đến những bản làng xa xôi, heo hút nhất, có phần xua đi những đói nghèo, những suy nghĩ, tập tục lạc hậu từ ngàn xưa để lại. Và cũng chính từ những đổi thay của mỗi bản làng là động lực để các anh vượt qua gian nan, thử thách, để nối dài hơn những chuyến đi, để cống hiến cho quê hương của đồng bào Vân Kiều Paco trên đỉnh Trường Sơn, nơi miền Tây Quảng Trị, ngày mỗi ấm no và giàu đẹp. Mình thấy những công việc làm của mình qua chiếu phim là cũng mang lại ý nghĩa thiết thực cho bà con, cho nên là mình lấy đó làm niềm vui. Mong người của chúng tôi là góp một phần công sức nhỏ bé của mình để xây dựng bản làng lên ngày càng giàu đẹp. Lời tình yêu hạnh phúc rừng xanh, đàn ta lưa tình phim dày bàn làng đi canh điền cứ phim dày bàn làng biết trồng lúa nước phim nói lời mùa xuân rộn vang lời ca, niềm tin yêu rừng sang đời ta ngày mai phim.